Vừa rồi top 1 này. Phái gì đây? Thiên nhẫn à? Phái gì đây? Khá không biết phái gì nữa nè mày. Đây ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nha. Và Khả sẽ soi đồ của anh em xem. Đây là một cao thủ hạng 18 silver. Và không biết phái gì mà vừa rồi top 1 tống kim. Anh ta là võ đan chân tiên tử, coi nhìn thấy phải võ đan gì là đi theo xích họ đủ gơ này. Thiên nhẫn thì phải gì không rõ nè mày, vì ở trong này không có đặc là môn phái gì. Chuyện là xấu 40-13 40-40 hiệu ứng chón trong năm trong 60 một sẽ đồ khá là bình thường, không gì là vip. Có thể là thiên nhẫn này mày, đồ thiên nhẫn này đánh gơ vậy này anh em. Hồ Liệt Na 99 này anh em, nghe mình kiếm mà không phải anh nghĩ là thiên nhẫn ấy, tại vì là mang theo cái vũ khí thủ này thủ thiên nhẫn giờ đang là khả nghĩ xét họ là thiên nhẫn rồi. Đồ thiên nhẫn hôm này đánh gơ vậy ta, thiên nhẫn anh em sinh lực cao, cái này nội lực này chống banh sinh lực cao, chống banh sinh lực lực tốc 40 40 anh em xem thử này phái gì anh em. Đi theo set vũ khí hỏa, đón hỏa, đón mộc, một set đồ cũng gọi là bình thường, không gọi là quá vip, gọi là bình thường anh em, không phải là quá vip. 40 15 20 sinh lực lực cao. Mình hãy bấm vô top cao thủ ông này là phái gì đây? Hồ Liệt Na level 99. Khả nghĩ là tỷ lệ cao ông này là sẽ là thiên nhẫn. Thiên nhẫn này mày. Có 108 và vào đang phải không? Ok, ông này thiên nhẫn. Trời, thiên nhẫn ông này đánh khỏe vậy ta. Top 1 vãi cái nồi. Top 1 tống kim đó anh em. Đù. Đó, anh em thấy một cao thủ mới nổi không? Hôm nay là Khải thấy trận đầu tiên Khải thấy tống kim top 1 ấy. Cấp 109 rồi, 108. Có sẽ đồ cũng khá cũng không gọi là quá vip anh em. Nhưng mà thiên nhẫn thì đường cái là nó giao tranh tốt, giao tranh tốt và kẹp gấp tốt thì lên điểm tốt, lên điểm cao luôn mà ông này công nhận quá tốt rồi. Quá đỉnh cấp, quá đỉnh cấp. Hàng nghĩa là thiên nhẫn đao đúng rồi. Quá đỉnh cấp, một sẽ đồ không quá vip anh em. Sẽ đồ như thế này gọi là sẽ đồ tầm trung, ai vào chơi cũng có thể sắm được, tại vì nó nhìn vào sẽ đồ chỉ có sinh lực lực cao, kháng thì cũng tạm ổn thôi, không phải là quá vip đó, được không? Hôm nay vừa càng quá đỉnh này, thiên nhẫn top 1 thiệt. Hôm nay trận đầu trận đến giây phút này mà có thiên nhẫn top 1 anh em, hay là lúc nãy ông này ăn được nghiêng sói ta vãi nồi. Nếu mà cơ hội ông này được ăn được nghiêng sói thì mình sẽ nhảy lên top 1 tỷ lệ cao. Tại vì thiên nhẫn với giai đoạn này thì rất khó mà được giành được lên tấm mộ nè. Vãi nồi, mà công nhận quá hay. Chắc là Khai nghĩ là tỷ lệ cao là khoảng 6-70% động này vừa ăn sói trong trận tổng kim vừa rồi. Vừa ăn sói trong trận tổng kim vừa rồi nên nhảy lên tấm 1 luôn. Tại vì ăn sói được 3-5k điểm lận, không biết đâu, tùy theo trận. Vãi thiệt. Ok, anh em xem thì đừng quên cho Hồ Liệt Na gì đó một like, một chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi, và cũng như ủng hộ kênh của Khải nha. Khải sẽ tiếp tục soi đồ những anh em cao thủ nào đó, anh em trên top tống kim mà anh em muốn soi đồ thì cứ việc comment lên, những cao thủ này là lạ thì Khải sẽ soi cho anh em xem. Và hiện tại nhắm chắc anh em luôn, hiện tại server này đang cực kỳ hot luôn anh em, cực kỳ hot luôn. Đa số mỗi ngày chúng ta đều có thể thấy là top này top ông kia top bà nọ, chứ không phải ông tù top như hồi xưa nữa. Mỗi người đều có cơ hội top 1 và cơ hội sẽ dành cho những giây phút cuối, đó là giây phút ví dụ như đi bên thắng và ăn được nghiêng sói đó. Đó là giây phút cuối cùng quyết định ai sẽ lên top. Quá hay. Ông đó vừa rồi thiên nhẫn này mà. Quá chắc. Không mà tầm này khó lắm. Tầm này khó lắm anh em, không dở đâu.